đang ở đâu thế này? Ai khi đến đây cũng ngỡ ngàng như người cả thôi. Ta là Diêm Vương đây, chắc người biết người đang ở đâu rồi chứ. Trời ơi, Diêm Vương, nghĩa là tôi đã chết rồi ư? Phải, người đã chết. Chết đói vì không có cơm ăn. Để ta tra sổ sinh tử ra cho người tâm phục khẩu phục. Không, không thể như vậy được. Tôi mới 20 tuổi, sao có thể... Ồ, trong sổ sinh tử ghi, đáng ra người thọ đến 60 tuổi, được 1.000 lượng vàng. Thế 1.000 lượng vàng ngươi để đâu? Mau đưa ra để ta tịch thu lại. Nếu có 1.000 lượng vàng, thì sao tôi phải sống khổ sở, rồi chết tức tưởi thế này? Cũng phải, nếu có từng đó vàng, thì anh ta ắt hẳn phải sống rất sung sướng chứ. Hay thần tài đã chiếm mất số tiền đó rồi, phải gọi ông ta đến xem thế nào mới được. Bẩm Diêm Vương, ngài cho gọi thần chẳng hay có chuyện gì ạ? À? Trong sổ sinh tử, Ngô Sinh đáng ra sống đến 60 tuổi, được hưởng 1.000 lượng vàng. Nay không may chết sớm, thế 1.000 lượng vàng của anh ta, ông đã chiếm làm của riêng rồi phải không? Ôi, oan cho thần quá, thần thấy tài văn chương của người này cũng khá. Nếu viết văn ắt sẽ thành danh, nên giao 1.000 lượng vàng đó cho quan văn rồi ạ. À. Thế ư? Vậy mau gọi quan văn lại đây. Người đứng đầu bên văn, hiểu lễ nghĩa mà sao lại chiếm mất 1.000 lượng vàng của Ngô Sinh, không sung nộp công quỹ hả? Bẩm Diêm Vương, con người này tuy có tài văn chương nhưng không chịu học tập nghiên cứu, mà tính tình hiếu động, suốt ngày chạy nhảy thôi ạ. À. Thần thấy nếu đi theo đường võ thì anh ta sẽ có tiền đồ hơn, nên đã giao lại 1.000 lượng vàng cho đại thần cai quản bên võ ạ. Có tài văn chương mà không chịu rèn giũa, không biết sang bên võ thì thế nào? Gọi quan võ đến đây, xem ông ta nói sao. Bẩm Diêm Vương, Ngô Sinh văn hay võ đều tốt, nhưng rất lười biếng, không bao giờ chịu ôn luyện. Thần e, dù có theo đường văn hay võ, đều khó hưởng được 1.000 lượng vàng, nên đành giao số vàng đó cho thổ địa công. Trời ơi, không ngờ thời gian qua ta đã sống như vậy. Người đúng là có phúc mà không biết hưởng. Để vuột khỏi tay vốn quý của tri thức, sức mạnh, gọi nốt thổ địa công vào đây. Ngô Sinh quả thật rất lười biếng. Thần e anh ta không lấy được vàng, nên thần đã chôn số vàng đó dưới mảnh ruộng. Chỉ cần cầm cuốc đào một cái sẽ tìm thấy. Vậy mà anh ta chẳng màng cuốc cày, cứ thế mà chết đói. Không thể chấp nhận được, ta chưa thấy ai lười biếng như ngươi. Những kẻ lười biếng thì không bao giờ nếm được mùi vị của hạnh phúc cả. Mau giải anh ta đi, còn 1.000 lượng vàng, ta sẽ sai người đào lên sung quỹ. Không, tôi không thể chết được. Không, không thể. Ôi, đây là nhà mình mà. Thì ra là mơ, giấc mơ thật là đáng sợ. Mình không thể chịu chết như vậy được. Từ bây giờ, mình phải sống khác thôi. Nếu chăm chỉ lao động và hăng say học tập, ta sẽ tự tạo ra cho mình một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Còn nếu lười biếng thì dù có được ban sẵn 1.000 lượng vàng cũng vô ích mà thôi. Nàng Dế. Ngày xưa, có một chàng mồ côi nghèo. Cha mẹ mất từ sớm, ngày ngày chàng vẫn vào rừng kiếm củi để kiếm sống qua ngày. Chàng đã về rồi đấy à? Hôm nay chàng có vẻ gánh nặng hơn những hôm trước. Ai đấy? Ai vừa cất tiếng nói đấy? Em đây, em là Dế. Em đậu trên cái rễ cây trước mặt chàng đây. Hả? Dế, Dế biết nói tiếng người sao? Tôi có nghe nhầm không đấy? Vâng, em không phải là Dế thường đâu. Hàng ngày em vẫn thường thấy chàng gánh củi một mình đi qua đây. Tôi sống có một mình, bố mẹ đã mất từ lâu, nên đi đâu cũng chỉ lủi thủi mình tôi.
Tội nghiệp chàng quá. Hôm nay chàng có muốn xuống Long Cung nhà em chơi không? Em mời chàng về thăm nhà em. Được, vậy giá dẫn đường đi. Wow, thật lộng lẫy nguy nga. Chàng đang ở dưới Long Cung, nơi mà Long Vương, cha của em cai quản. Thế quá ra, nàng không phải là dế, mà là công chúa con gái của Long Vương sao? Vâng, ngày ngày em ngồi dưới đây quan sát qua lăng kính nước, thấy chàng hiền lành mà lại chịu vất vả. Em rất thương chàng. Tôi cảm ơn nàng. Nếu chàng không chê, em sẽ trở thành vợ chàng. Chúng ta cùng ở lại Long Cung, sống cuộc sống sung sướng. Thế là nàng dế và chàng mồ côi nên duyên vợ chồng, ngày ngày quấn quýt bên nhau không rời. Thấm thoát đã một năm trôi qua, chàng mồ côi bỗng nhiên thấy nhớ quê nhà. Hai con nói sao? Các con không muốn sống dưới Long Cung nữa sao? Thưa cha, chồng con là người Trần, cũng quen với cuộc sống trên đất liền rồi, nên muốn quay trở lại đó sinh sống. Con là phận gái đã theo chồng, xin cha hãy đồng ý để con được lên trên đó nâng khăn sửa túi cho chàng. Sao thế được? Con xuất thân cành vàng lá ngọc, đã quen với cuộc sống nhung lụa của kẻ hầu người hạ. Giờ lên đó vất vả sớm hôm, sao con chịu được chứ? Thưa cha, giờ con đã là vợ của chàng rồi, đói khổ con cũng xin chịu, mong cha cho con được làm tròn bổn phận người vợ. Mồ côi, con gái ta đã một lòng một dạ vì con, còn con hứa với ta sẽ yêu thương nó hết lòng không? Dạ, con xin hứa sẽ yêu thương nàng hết lòng, không bao giờ để nàng phải chịu ấm ức. Mong cha cho phép nàng được lên trên đất liền sống cùng con. Hãy nhớ, nếu con làm con gái ta buồn khổ phải trở về, thì ta sẽ không bao giờ cho con gái ta quay lại Trần gian một lần nào nữa. Vâng, thưa cha. Ta sẽ ban cho hai con một căn nhà rộng rãi, kiên cố để các con sống trên đó. Hãy đùm bọc và yêu thương lấy nhau. Vâng, chúng con tạ ơn cha. Thế là từ đó, chàng mồ côi và nàng dế lên trên bờ sinh sống. Họ được ban cho một ngôi nhà to đẹp. Đôi vợ chồng trẻ ngày ngày đi nương cuốc đất, trồng ngô, cuộc sống mỗi ngày sung túc. Trời ơi, đâu ra một chàng trai khôi ngô vạm vỡ như thế kia chứ. Đã vậy, chàng ta lại giàu có với một cơ ngơi khang trang. Giá như chàng là chồng ta thì tốt biết bao. Phải rồi. Chàng ơi. Chào cô. Em đi từ xa qua khu này, em muốn xin chàng chút nước uống cho đỡ khát. Mời cô vào nhà, để tôi lấy nước cho. Chàng ở trong ngôi nhà rộng lớn này một mình sao? Không, có vợ tôi, nàng đang đi nương, chắc là cũng sắp về tới rồi. Vâng, nhờ nước chàng cho mà em đỡ khát rồi. Em không biết cảm tạ chàng như thế nào cả. Có gì đâu, chỉ là một chút nước thôi mà, cô không phải nghĩ ngợi. Những lần sau đó, cô gái cứ để ý, thấy hôm nào vợ mồ côi đi vắng thì lại ghé qua nhà của chàng. Cô lại là cô sao? Vâng, em có việc đi qua đây nên tiện vào thăm chàng ấy mà. Mấy hôm không gặp mà em đã thấy nhớ chàng lắm rồi. Này cô ơi, tôi đã có vợ rồi. Vợ tôi mà nhìn thấy cô thường xuyên qua lại thế này, nàng ấy sẽ buồn lắm đó. Vợ chàng có phải là cô gái đeo gùi vừa mới đi qua đây không? Đúng vậy, vợ ta vừa đi làm nương. Em nhắc cho chàng biết, chàng phải hết sức cẩn thận. Vợ chàng, em trông dáng hình của ta không phải người thường đâu. Chàng phải hết sức cẩn thận, kẻo có ngày bị hại đấy. Dớ dẫn, cô không được nói về vợ ta như vậy. Được, rồi ta sẽ có cách để chàng phải tin lời ta.
Hả? Chuyện gì thế này? Kinh quá. Chàng đã dậy rồi sao? Trời ạ, nàng đã làm gì con chuột ấy thế? Kinh quá. Em ngủ không biết gì cả. Em không... Em nhắc cho chàng biết, chàng phải hết sức cẩn thận. Vợ chàng, em trông dáng hình của ta không phải người thường đâu. Chàng phải hết sức cẩn thận, kẻo có ngày bị hại đấy. Những ngày sau đó, mồ côi vô cùng kinh hãi khi liên tục thấy cảnh tương tự. Nỗi sợ hãi dần lớn lên. Là cô à? Thế nào, chàng đã tin lời của em chưa? Chàng mau mau đuổi cô ta đi. Cô ta là yêu ma chứ không phải người thường đâu. Nhưng mà ta... Trời ơi, chàng mà chần chừ, có khi lúc ngủ cô ta ăn thịt chàng đấy. Nhưng rõ ràng nàng ấy là con gái của Long Dương. Ta đã từng về Long Cung cùng nàng rồi mà. Trời ơi, yêu ma quỷ quái thiếu gì phép thuật để lừa mị chàng. Chàng cả tin quá. Chỉ có em là chân thành với chàng thôi. Chàng hãy tin em đi. Mấy hôm nay chàng cứ đi biền biệt đâu thế? Tối chàng cũng không ngủ ở nhà. Gọi chàng không nói, hỏi chàng không thưa. Chàng có chuyện gì sao không nói với em? Ta không muốn sống cùng với cô nữa. Sao? Chàng nói sao cơ? Vợ chồng mình xưa nay chưa hề có chuyện gì bất đồng hay cãi vã. Tại sao tự dưng chàng lại nói với em những lời lẽ lạnh lùng như vậy? Ta đã biết bộ mặt thật của cô rồi. Cô hãy mau đi đi. Chẳng lẽ chàng không còn thương em nữa sao? Giờ cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hãy mau đi đi. Nếu cô không đi thì tôi sẽ đi. Trước khi đi, em xin chàng cho em chút thời gian để em cho đàn gà ăn đã, kẻo chúng lại bị đói mất. Thôi được rồi, cô hãy cho chúng ăn đi. Yêu tình xấu xa và gian xảo, ả ta đang giả đò khóc lóc để chàng phải rủ lòng thương đấy. Chàng đừng có mắc mưu của ả. Được rồi, nhất định là ta sẽ không siêu lòng đâu. Nàng cứ yên tâm đi, cô ta cho gà ăn rồi sẽ đi thôi. Trước khi đi, em xin chàng cho em chút thời gian để em cho đàn ngựa trong chuồng ăn đã, kẻo em đi rồi bọn chúng sẽ đói. Cô yên tâm, tôi sẽ cho bọn chúng ăn. Em xin chàng đấy, hãy để em cho chúng ăn thêm lần này nữa. Được rồi, vậy hãy làm mau lên. Chàng ơi, em vẫn còn... Thôi, cô đừng nấn ná thêm nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa đâu. Hãy mau đi đi. Bò lợn dê tôi sẽ tự chăm sóc, không cần đến cô. Còn chàng... Cô hãy đi đi, đừng chần chừ thêm nữa. Chàng không còn yêu thương cô nữa đâu. Chàng có người khác nên ruồng rẫy em. Vậy thì em cũng không có lý do ở lại đây làm gì nữa. Cô ta là yêu tinh mà còn giả đò khóc lóc ăn vạ, thật là đáng sợ. Cha, con đã trở về rồi đây. Con gái có lỗi đã không nghe lời khuyên của cha. Xin cha lượng thứ, hãy cho con trở về Long Cung. Con gái ta, tội nghiệp con đã trao tình cảm cho một kẻ không xứng đáng. Ta sẽ đón con trở về và mang theo những gì thuộc về con. Sao lại thế này? Nhà cửa của chàng đâu rồi? Sao lại chỉ còn là bãi đất trống trơn thế này? Trời ơi, nhà của ta, trâu bò, trang trại của ta, kẻ nào đã lấy đi chứ? Lẽ nào Long Dương đã lấy đi hết những thứ ấy? Chàng nói sao? Trước kia
Khi ta cùng nàng ấy đi xuống dưới Long Cung, Long Dương đã ban tặng cho chúng ta ngôi nhà rộng cùng với nhiều của cải trâu bò. Giờ đây, có lẽ nào khi nàng ấy rời đi, Long Dương đòi lại những thứ ấy chăng? Ông ta thật là tệ bạc. Con gái đi rồi thì ông ta cũng lấy đi tất cả của cải. Giờ chàng đến một túp lều cũng chẳng có, thế thì ăn ở như nào? Không sao, trước đây ta là chàng trai mồ côi, đi lấy củi kiếm sống, vất vả thế nào ta cũng chịu được, nàng không phải lo. Này cô ơi, tôi mang chuột đến cho cô đây. Ta xong việc rồi, không mua nữa. Nàng mua những con chuột này làm gì? Thì cô còn chưa trả tiền cho tôi mấy lần mua trước đấy nha. Chả ai như cô, mua chuột lại còn bắt tôi cắt đầu bỏ đi. Cô mua để làm gì vậy? Trời ơi, ông nói sao? Cô ấy mua chuột rồi dặn ông cắt đầu bỏ đi. Nóng đội. Cái lão già này, ta đã dặn lão là không được hở ra nói nửa lời cơ mà, sao lão lại bô bô như vậy? Thì ai bảo cô cứ chần chừ mãi không chịu trả tiền cho ta, lại còn xin ta tiết dê nữa. Không trả tiền là không được với ta đâu. Trời ơi, ta nghi quan cho vợ ta rồi, để vợ ta phải buồn tuổi mà bỏ đi. Nhất định ta phải đi tìm nàng ấy. Nàng Dế, nàng Dế ơi. Chàng trai, chàng tìm ai? Một chú ếch biết nói sao? Ta đang tìm vợ, vợ ta ở dưới thủy cung này. Ta muốn xuống mà không biết bơi, làm thế nào đây? Ếch có cách gì giúp ta được không? Được rồi, tôi sẽ giúp chàng hút cạn nước ở hồ này, như vậy chàng có thể xuống dưới thủy cung gặp lại vợ rồi. Thật sao? Nhưng mà bụng ếch nhỏ như thế thì làm sao có thể hút cạn nước hồ được cơ chứ? Cứ yên tâm nha, bụng tôi có thể chứa được cả biển nước. Chỉ có một điều, trong khi tôi uống nước thì chàng chớ có cười. Nếu chàng cười thì tôi sẽ cười theo, nước sẽ bị chảy ngược ra hết đó. Dân, tôi nhớ lời ếch dặn rồi. May nhờ có ếch thần giúp mình hút nước, nếu không thì làm sao mà xuống được đây chứ. Vợ mà thấy mình chắc bất ngờ lắm. Nàng ơi, vợ ơi, ta đây, ta tìm thấy nàng rồi. Nước ở đâu mà lại tràn ra nhiều thế này? Chàng mồ côi, chàng còn tìm cách đến đây làm gì chứ? Ta đã hiểu lầm nàng mất rồi, giờ ta đã biết lỗi, xin nàng hãy quay trở về với ta. Không được nữa rồi, cha em đã có lời giao hẹn, một khi đã trở về Long Cung thì cha sẽ không bao giờ cho em quay trở lại Dương Gian nữa. Không, nếu không có nàng trở về, ta thà chết ở đây. Chàng làm thế sao em có thể an lòng được cơ chứ? Chàng cũng đã biết cha có giao hẹn từ trước, giờ người sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Ta trở về, nhưng những lúc nhớ nàng, ta biết làm sao? Chàng hãy lấy thùng nước đặt cạnh thanh giường, khi nào nghe thấy tiếng đàn, chàng nhìn vào an nước là tức khắc sẽ thấy em. Mau lên, giờ chàng hãy rời khỏi đây mau, kẻo nước ngập thì chàng cũng sẽ bị nguy mất. Thế là từ đó, mỗi khi có tiếng sáo véo von, mồ côi lại chạy đến bên an nước để nhìn vợ cho đỡ nhớ. Nhưng vợ chàng không thể quay lại được như xưa. Chàng chỉ biết ân hận vì sự bồng bột của mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!